Mưa lắm, vô xe ngay trời mưa. Cô gái giao gia đình ngay trời mưa đây. So, he's Julian, he's now the owner of the new Trident 2023. Congratulations, see you. Thank you. Thank you. Trời đang mưa rất là to và anh sẽ chạy về Vũng Tàu. Đang ra bác xuống Vũng Tàu đó. Yeah, yeah. Anh đang đi bác xuống buy a rental. Later, mỗi phút.